Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan Me Zombie 2 nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái Pirata Party. Ôi, mình không đánh Battle Z đâu, mình giáng hạ xuống cái Iron League rồi anh em ạ, vãi trưởng luôn. Hình như có Battle Z mùa mới rồi anh em. Hôm nay làm lý do ra clip muộn tại vì là chúng mình mất điện anh em ạ, và hy vọng là mong anh em ủng hộ cũng như là like và comment xuống dưới thật là nhiều nhé. Thì em mình sẽ tìm cái chiến thuật Battle Z để có thể là gửi tới anh em. Các bạn là dạo này mình không thích đánh Battle Z lắm tại vì mình không có nhiều cây ấy, và mình cứ bảo là mình sẽ tìm cái bản mốt rồi lười quá, xong rồi cộng thêm mất điện nữa nên hôm nay cây băng anh em được đấy, hôm nay cây băng thì ngon rồi, cây băng thì ngon vãi đạn rồi, không có gì để gọi là chê được rồi anh em ơi, quá ngon đề. Bây giờ cho đi đâu nhỉ, khó phết ta. Mình cứ định là giết nó nhưng mà có vẻ như là nó sẽ hơi mệt. Ở phía giữa là nó sẽ có dừng lại, stop lại bạn ơi. Úi rồi slow, cả cầu gai mà nó cũng không ăn thua luôn, sợ thật sự luôn. Ở trên này này, con này là trâu này anh em, chết rồi đấy, kiểu gì sẽ chết thôi, chỉ là sớm hay là muộn thôi. Chỗ này sẽ cần thêm bảo vệ, trên này là còn hai cái bia mộ nữa, còn đang tấn công rất là mạnh. Ây chà 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 chà, hy vọng là sẽ không bị nổ anh em. Đây để đây phát rồi, ở phía dưới này, phía dưới này bạn ơi, cho nó quay lại nó ăn phát là được mà. Rồi cái này có thể chắn được khá hay. Ui ôi, nó đông quá nhở, càng nó càng đông ra và tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ càng khó hơn. Stop bạn ơi, không đi đâu nữa đâu, chúng ta sẽ dừng lại. Ui ôi, trên này không biết đánh kiểu gì đây, cho 3 cây rồi mà. What the fuck, cút, sợ thật sự luôn, mèo hiểu luôn là nó. Khỏe quá, cái băng của mình chỉ có level 1 thôi. Thằng nào mà. Đấy. What the fuck. Chết rồi. Chết phải đi. Đấy thêm được một cái nhưng mà chúng ta mất quá nhiều tiền anh em. Chúng ta chỉ còn một chút tiền thôi, không đáng kể. 2500 coin. Ôi giời, chúng ta sẽ đánh Battle Z nhỉ hay là cái gì đây? Ô, 4000 này, chắc chắn luôn. 4000 coin luôn. Nhưng thực ra thì mình đang có cái nhiệm vụ 100 game nên mình đang vẫn khoái đánh nhiệm vụ 100 game hơn. Chúng ta đánh một nhiệm vụ 100 game xong đã thì ta sẽ chuyển qua cái này. Sau. Land War cũng đang đánh dở và tôi sẽ đánh nốt cái Land War luôn. Sàng. Oh, Power Lily. Rồi, cái này thì để làm méo gì đây? Ok bạn ơi. Chiến thôi. Cái này cho chắc để sau nhỉ? Hay như thế nào đấy? Ok, let's go. Rất nhiều luôn ạ. Thoải mái đi bạn ơi. Thoải mái, con gà mái đi. Tiếp còn nổ ra. Con này sẽ bị đau bụng mà chết đúng không? Nó là một trong những cái thứ rất là dị. Chúng ta sẽ cho đầy ớt luôn ở trên này nhé. Đấy. Không khó. Nó có Power Lily cơ mà đúng không? Mình sợ gì. Ok, mình sẽ cho vào đây thêm Power Lily. Kết hợp với mìn khoai tây. Sẵn sàng là tỏa sáng. Đấy. Kết hợp thêm với mìn khoai tây ở bên này. Ăn đi bạn ơi. Rất nhiều cái này thì các bạn đánh sao được. Chính là cái cây cái quả ớt này chính là hay hơn này. Mình đoán là cái quả ớt này nó hay hơn khá nhiều. Tha hồ nha anh em. Này đúng là cái chiến thuật quái dị luôn. Quá nhiều ớt trong này. Đây phải quả ớt không nhỉ? Hay quả đậu nhỉ? Giống kiểu hạt đậu thôi. Thôi thì mình cũng không biết là nó đậu hay nó là ớt nữa.
Bắn thì bắn. Nổ. Ô, không nổ à? Không nổ à? Không nổ à bạn ơi? Không nổ à bạn ơi? Rồi. Ok. Một trưởng phát. Đây. Rồi chúng ta đông đấy. Ơ chờ, mình quên không để cái tốc độ lên. Toàn quên anh em ạ. Cái này nó còn slow kẻ địch ở phía sau nên nó rất là hay. Phải nói như vậy. Cho chỉ còn một cái ở đây nữa thôi. Nên cho sẽ từ từ chuyến đã. Lên đúng rồi. Con này sẽ không để vào mình đâu anh em. Chắc chắn luôn. Không phải đảm bảo 100% là chắc chắn là sẽ không để vào. Không vào được này. Rồi đánh giấm các kiểu đấy, tốc độ cao nhất rồi đấy. Mà nó còn chưa ăn thua nữa. Nó phải giấm vào mìn. Bọn này nó phải ăn vào mìn. Không thời gian mất mắc lâu luôn. Ok. Mìn khoai tây thì giết mọi thể loại luôn. Chỉ không giết được boss thôi. Len gua một trận nữa chúng ta cũng đánh xong. Cũng khá dễ. Cái còn 4 ngày đấy anh em ạ, thoải mái đi. À, đây này, đây là những cái nhiệm vụ khó nhất. Nhiệm vụ 100 game là những cái nhiệm vụ quái vật nhất. Ok, làm nào đây? Vẫn là đấy thôi anh em. Ồ, tắt cái này đi, hôm qua sao lại chọn những cây này nhỉ? Mày ngáo vãi. Ngáo vãi cả lều, chẳng hiểu ra chọn những cây ngáo như thế này. Cái này trước đi. Cái săn nó có cho mình chọn nhỉ? Ơ qua mình chơi rồi nhỉ? What the fuck? Có đúng qua mình chơi được không? Chơi rồi mà. Chơi rồi. À không phải, cái cửa nó thế anh em ạ. Nghĩ là cửa nó sẽ thế. Nó không phải chơi rồi đâu mà là cửa nó sẽ thế. Rồi đánh thì đánh chiến thuật để chiến thắng thôi chứ không cần nhiều đúng không? Không cần phải màu mè hoa lá cành gì cả. Thì cứ đánh chiến thuật bình thường thôi. Bình thường những cái đường hợp sữa thôi. Thế thôi. Một cây gì đó nó hợp lý nhỉ. Một cây gì đó thật hợp lý trong này. Cho cái nổ đi. Xong. Ok xong và let's go. Thế thôi. Đơn giản. Cái này sẽ để đâu nhỉ? Nó sẽ cho điểm ở đâu nhỉ? Cho nổ anh em ơi. Nào bạn ơi, ôi trời, đặt hình như hơi ngáo rồi. Phải đặt hơi ngáo không ta? Có lẽ là hơi ngáo thì nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được cái tình hình của nó rất tốt. Ở phía trên, phía dưới. Chúng ta cũng nghĩ cần ít ít thôi anh em, không cần quá nhiều săn như đang làm đâu. Này nhiều săn quá. Rồi ok, thế này thôi. 3-4 cây săn như thế này thì làm sao các bạn vào được? Không thể vào được luôn. Tốc độ lên nhỉ? Bây giờ là khá dễ. Bây giờ là khá là dễ dàng. Đấy, trên này thì không có. Rồi. Được. Không vào đâu. Cho slow vào phát này. Đây rồi, lại thêm săn này. Hệ thống phòng ngự đã được thiết lập rồi thì không thể vào đâu bạn ơi. Quá khó chơi bắn chó. Có thể là tiếp cận được của chúng ta. Xuy. Úi rồi. Nó còn mọc luôn chỗ này anh em ạ, tại vì nó hết đất. Nó hết đất luôn. Thắng rồi. Đây có phải là cái trận cuối không vậy? À gần cuối không vậy? Dễ vãi. Quá dễ luôn. Ô, tôi còn một lần blend này, tôi chưa dùng này. Thắng rồi. Yes. Ơ, hết cây à? À, hết zombie rồi. Hình như là nó cho mình thử cái deck gì trong cái này ấy. Try up the level của cái Enforce Min. Enforce là cái gì nhỉ? Min đấm à? Ngày xưa lấy mấy cái min này dễ vãi. Và lấy mấy cái dễ vãi, bây giờ nó thăng cái độ khó lên, khiến ra phải cày cuốc kinh khoàng hơn rất là nhiều. Mấy cái min như level 10. Đúng thật ạ. Min thu nhỏ, tăng cường sức mạnh cho squad. Ok con dê. Cạp đất mà ăn. Ok bạn ơi. Cạp. Bảo vệ trước. Cái này sẽ để ở sau thì nó sẽ cạp là ngon nhất anh em ạ.
Cáp cáp. Ôi, không để tốc độ lên à? Tốc độ lên chứ. Để đây nha. Phải bảo vệ con này là rất là dễ, rất là mẫn cảm với chấn thương. Ui 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 ui. Bon choy sẽ vẫn sẽ được đặt ở phía sau này. Úi trời ơi. Bon choy đang tấn công, anh em. Tốc độ chậm nhỉ? Chậm quá cái lều này. Mất luôn cây à? What the fuck? Cái này cần hệ thống ở sau để nó. Úi chết rồi, chết rồi. Đập rồi anh em ơi. Nó khỏe quá. Chết rồi. Tăng cường sức mạnh nè bạn ơi. Cạo nhanh hơn, đập nhanh hơn. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể hạ nó. Khỏe phết nhờ. Chưa biết sẽ làm nào. Đây. Đang cố hết sức. Ủa, có một con lọt đây này. Thế nhờ. Âm thanh, sóng âm lên, thu nhỏ lại, biến thành sushi và thịt luộc thôi anh em. Ôi thắng dễ thế, tôi tưởng khó lắm. Ok, thì chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha, bye bye.